tiểu sử. Sư thầy Thích Minh Tuệ, sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta sinh ngày 16 tháng 4 năm 1981, nhằm ngày 12 tháng 3 âm lịch cùng năm, là ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Dậu, là một ngày thân minh, tức là bầu trời trong sáng. Ngài sinh vào cung Bạch Dương, là một con người chính trực, ấm áp và nghĩa khí. Quê tại xã Kỳ Văn, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994 thì Ngài cùng với gia đình đi vào kinh tế mới tại Gia Lai, Tây Nguyên. Gia đình của sư thầy thì có 3 anh em trai và 1 chị gái. Người anh trai đầu Lê Anh Tuấn, rồi đến thầy Lê Anh Tú, người em sau Lê Anh Tài. Vâng, vì vô cùng đất nước Việt Nam xinh đẹp và hữu tình, với những phong cảnh lung linh tuyệt đẹp, rất nhiều dân lam thắng cảnh của non nước chúng ta hiện ra trước mắt tất cả quý vị khán giả, thấy được một sức sống mạnh liệt về một tinh thần bền bỉ, chịu thương chịu khó, vượt qua mưa nắng của sư thầy Thích Minh Tuệ chúng ta, cùng với tăng đoàn đi theo gần 80 người. Hai bên con đường quốc lộ 1A, ở nơi sư thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta đi qua, chặng đường miền Trung, gió Lào cá trắng, hết sức là khắc nghiệt và gian truân. Đầu không chân đạp đất, với tâm trong trí sáng hoài bão lớn, một con người đã được lựa chọn căn duyên với Phật Pháp, và Ngài mong mang đến những cái thông điệp về yêu thương, hòa bình, sự giúp đỡ, tinh thần đoàn kết, bác ái, sự lạc quan yêu đời và chuyển đổi căn nguyên, đi về một cái trạng thái của thế giới chân thiện nhận, nơi mà con người của chúng ta rất đáng được sống trong một cái thế giới bình yên và hạnh phúc, trong một cái thế giới tràn đập đầy cái sự hợp tác, phát triển, sẻ chia những cái giá trị chung về sự phồn vinh và thịnh vượng trên toàn cầu, về một cái sự cận chân bình đẳng giữa các quốc gia, về một cái sự trách nhiệm của tất cả các quốc gia, của các con người trên toàn thế giới đối với các hiện tượng cực đoan, chiến tranh, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, rồi tội phạm buôn bán người, các vấn đề về nhân quyền, trẻ em, bảo vệ môi trường, sinh thái, rất nhiều, phòng chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân cũng như là chiến tranh sinh hóa. Vâng, con người của chúng ta với tham sân si vẫn còn vương vấn rất nhiều, quyền lực, vật chất và những ham muốn tầm thường đã mang cho mình những cái dạ tâm hết sức là đen tối. Vì vậy mà con đường đạo Phật là con đường chuyển đổi căn nguyên, giúp con người ta nhận ra được đâu là đích đến cần thiết của mỗi con người của chúng ta. Dường như cuộc đời đã là bị khổ vô thường, vô hư và vô nghị, thì tất cả chúng ta đều phải nhìn về chính bản thân mình, kiểm điểm bản thân mình, sám hối về những việc mà mình đã làm không đúng, cũng như chiêm nghiệm về nhân quả của cuộc đời này, để thấy được những cái điều hay, những cái lời hay chân lý mà Phật Pháp đã giảng dạy cho chúng ta, cũng như chúng ta được nghe, được thấu hiểu, được biết đến. Đặc biệt là trong thời đại 4.0, khi mà cái luồng thông tin, những cái giá trị phẩm hạnh của Phật giáo ngày càng được tìm kiếm một cách dễ dàng hơn. Nhìn thấy những bước chân tu hạnh Đầu Đà 13 của Ngài cùng tăng đoàn trên mảnh đất bình trị thiên khói lửa ân hùng, mảnh đất dài nhất của Việt Nam cũng như là mảnh đất tỉnh dài nhất của thế giới. Vì sao lại như vậy? Bình trị thiên sau 21 năm chia ly mới được gặp lại nhau. Vâng, mới đi hết được chặng đường. Tỉnh Bình Trị Thiên cũng là tỉnh có chiều dài hơn 300 km,
kéo dài từ nam đèo ngang cho đến bắc của đèo Hải Vân, với các tỉnh chia ra từ năm 1989 là Quảng Bình hơn 120 km, Quảng Trị 80 km, Thừa Thiên Huế 110 km. Hiện nay, Bình Chỉ Thiên là ba tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ đang nằm trong cái khu vực vành đai phát triển kinh tế theo hướng Đông Tây, nơi có nhiều cửa khẩu giao thoa với Lào, Thái Lan và Campuchia. Chúc ngài đắc đạo trên con đường đi của mình. A Di Đà Phật.